Xin chào các bạn đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Trần Anh Vũ, là bác sĩ chấn thương chỉnh hình bệnh viện Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi về một vấn đề là tổn thương dây chằng bên ngoài của khớp cổ chân. Thì cái này là một tổn thương thường gặp ở trong sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong các hoạt động thể dục thể thao. Thì các bạn có quan tâm hoặc chú ý đến thể thao thì các bạn sẽ thấy cái nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ các cầu thủ sẽ dễ bị lật cái khớp cổ chân trong cái tình huống là tranh chấp bóng đá nào, hoặc là trong những động tác mà nhảy từ bóng rổ hoặc bóng chuyền, khi tiếp đất thì cổ chân dễ bị lật ra với phía bên ngoài. Thì cái điều này nó làm cho cái cổ chân của mình nó đau nhiều hơn mà không thể nào tiếp tục thi đấu. Thì cái này là một trường hợp điển hình của tổn thương dây chằng phía bên ngoài khớp cổ chân, thường gặp rất nhiều ở trong cái sinh hoạt hàng ngày, chiếm tầm 80% cái chấn thương vùng cổ chân, 20% còn lại là tổn thương phía bên trong. Vì sao mà tổn thương phía bên trong là ít hơn phía bên ngoài? Bởi vì tổn thương phía bên trong á thì cái vòng mà chân chúng ta thường cong và cái tư thế đi chúng ta thường hay là bị vẹo phía bên ngoài. Tổn thương phía bên trong chỉ gặp nhiều khi mà chúng ta có cái hội chứng bị bàn chân bẹt, có nghĩa là bàn chân chúng ta phẳng và cổ chân nó tự động nó bị vẹo về phía bên ngoài. Thì cái đó là một cái trường hợp bẩm sinh điển hình. Tổn thương vùng cổ chân thì chúng ta thường gặp ở các vận động viên trong cái tranh chấp bóng đá, hoặc là các động tác chạy bộ khi chúng ta vấp phải một vật cản gì đó, hoặc là những cái đường đi nó không được trơn tru, nó có móc mô thì nó dễ bị lọt cái vùng khớp cổ chân đi. Cái trường hợp thứ hai thường gặp ở Việt Nam mình á thì là trường hợp bị tai nạn giao thông. Khi chúng ta bị té mà ngã xuống một bên á, các vật như là xe máy hoặc là các vật dụng mà chúng ta mang theo á, nó sẽ đè lên cái khớp cổ chân của mình, làm cho cổ chân mình bị sưng đau đi. Thì khi mà đè ở mặt phía trong á thì gần như nó làm tổn thương phía bên ngoài của vùng khớp cổ chân. Thì chúng ta hãy nhìn sơ qua về vùng giải phẫu khớp cổ chân. Thì chúng tôi đang chú tâm nói về cái vùng dây chằng phía bên ngoài khớp cổ chân, thì gồm có dây chằng sinh mắt trước, sinh mắt sau và dây chằng gót mát. Hai cái này nó còn cái bộ phối hợp này nó sẽ còn dây chằng chạy mát trước và dây chằng chạy mát sau, nhưng mà hai cái tổn thương này á, hai dây chằng này nếu mà có bị tổn thương á, gần như là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái vùng khớp cổ chân, vì nó sẽ được bù trừ và được cố định bằng cái màng giang cốt giữa xương chạy và xương mát. Cấu tạo dây chằng á thì gồm các mô liên kết gai dày đặc và kết nối dùng các xương với nhau. Thì không giống như gân thì dây chằng có khả năng đàn hồi, cho nên khi mà chúng ta kéo giãn quá mức á thì nó dễ làm cho nó lỏng lẻo. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, cái vùng dây chằng giống như cái sợi dây thun vậy đó, nếu bạn kéo quá mức cái chịu đựng của nó thì gần như nó sẽ bị giãn. Giãn nó thì nó có thể tự lành hay không, có thể tự lành, nhưng mà cái độ căng của nó không còn nữa, thì cái điều đó nó làm đi mất đi cái tác dụng và cái chức năng của vùng dây chằng khớp cổ chân của mình. Và bất kể dây chằng ở vùng đầu gối hoặc vùng vai, thì nói về dây chằng nếu mà đã bị đứt và lành lại thì nó cũng sẽ hầu như là nó giảm đi cái tác dụng làm căng, độ đàn hồi của dây chằng gần như bị mất đi. Vì dây chằng á thì sẽ có nhiều khái niệm, là niệm đứt rồi khái niệm rách. Trong dân gian người ta thường hay nói là tình trạng bị lật sơ mi. Sơ mi đó là một cái thuật ngữ nói về cổ chân ở tiếng Pháp. Thì cái đó lật sơ mi có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cổ chân mình bị lật đi. Lật đi thì chúng ta thường nói cái này lật sơ mi bình thường thôi. Nhưng mà các bạn có để ý ở các vận động viên chơi thể thao, khi mà đã bị lật sơ mi một lần thì hầu như sẽ bị tái phát lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, và cổ chân gần như là bị mất đi tác dụng. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc đó mà khi chúng ta bị lật sơ mi á thì cái dây chằng gần như nó bị giãn rồi. Nó giãn nhưng mà chúng ta không điều trị cụ thể, kịp thời và đúng đắn thì dây chằng đó nó vẫn sẽ lành, nhưng mà cái độ căng nó sẽ không còn nữa. Và lúc đó cổ chân chúng ta gần như bị lỏng mãn tính. Khi mà bị lỏng mãn tính như vậy, chúng ta làm những động tác giống như chạy nhảy hoặc là bật cao tiếp đất thì cổ chân chúng ta nó không được vững, cái gọng chạy mát nó không còn vững nữa, thì gần như làm cho cái dây chằng chúng ta nó bị giãn nặng hơn nữa, và từ đó làm cho khớp cổ chân chúng ta không còn vững nữa. Thì cái dấu hiệu khi nhận biết mà bị đứt hay bị tổn thương dây chằng thì chúng ta sẽ nghe tiếng âm thanh là tiếng nứt, tiếng nổ nhỏ, nghe tiếng bật một phát. Khi chúng ta tranh chấp bóng đá hoặc là khi chúng ta tiếp đất ở những vận động viên nấu bóng rổ hoặc bóng chuyền hoặc là vận động viên cầu lông, chúng ta sẽ cảm thấy đau nhói cái vùng khớp cổ chân, sau đó sẽ có những vết bầm tím và sưng đau. Và đặc biệt khi chúng ta đứng dậy mà chúng ta chống chân á thì vùng khớp cổ chân chúng ta sẽ rất đau, cảm giác như là chúng ta không thể nào mà chịu lực trên cái chân đó nữa.
À, ngoài ra chúng ta sẽ cảm thấy, sẽ nhận biết được cái những vết lõm ở vùng dây chằng, có nghĩa là khi mà ấn vô đó, ở vùng đó mà ở cái chân đối diện á, thì chúng ta sẽ thấy cái độ căng, độ đàn hồi. À, nhưng mà mình ấn vào cái vùng tím đó, nó sao nó phập phềnh, nó không có căng, nó không có đau nhức, nó không có cái độ đàn hồi gì hết. Cái đó là một dấu hiệu của việc đứt dây chằng. Ngoài ra khi mà chúng ta bị đứt dây chằng như vậy đó, cái vùng cơ xung quanh ở vùng khớp cổ chân đó, chúng ta sẽ bị co thắt lại. Cái này là một cái tác động của cơ thể mình để chống lại cái tổn thương vùng khớp cổ chân. Khi chúng ta bị chấn thương một vùng nào đó thì những cơ xung quanh gần như nó sẽ bị co thắt lại, và nó làm cho nó giống như là tình trạng là nó giữ lại cái khớp cổ chân của mình nó càng vững hơn. Thì cái đó là một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể mình. Gần như là khi mà chúng ta bị tổn thương đứt dây chằng hoặc là chấn thương vào dây chằng thì gần như chúng ta không thể nào hoạt động mạnh nữa, và điều đó làm cho các vận động viên không thể nào tiếp tục thi đấu, là các bạn không nên là chơi thể thao được ngay lập tức ngay khi đó. Thì cái này là một cái khuyến cáo khi mà chúng ta có những dấu hiệu nhận biết vùng đứt dây chằng này. Thì đứt dây chằng gồm bao nhiêu độ và chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Thì khi chúng ta cùng nhau chia ra thì dây chằng có gồm có 3 mức độ. Mức độ 1 là chấn thương nhẹ thôi, nghĩa là tổn thương dây chằng là chỉ rách một miếng nhỏ, khi là độ căng nó chỉ vừa tới thôi, vừa tới có thể là đứt một chút xíu rồi đó, một phần tư, một phần năm cái quy một bó dây chằng đó, ha, họ là chỉ tổn thương làm cho nó căng ra quá mức thôi. Còn độ 2 là gần như là chấn thương vừa phải, nó đứt đi một phần, giống như là một đứt gần một nửa cái sợi dây chằng rồi đó, làm cho cái khớp bị lỏng lẻo, làm cho cái sự chịu lực ở vùng khớp đó gần như là không còn nữa. Và độ thứ 3 là vùng chấn thương nặng, gần như là bị đứt hoàn toàn, như là có một lực tác động rất mạnh vào cái vùng khớp cổ chân đó, làm cho cổ chân nó gần như là vẹo đi ha, và tất cả dây chằng ở vùng phía bên ngoài gần như nó bị đứt hoàn toàn. Chúng ta có nhiều biện pháp, có nhiều nghiệm pháp để kiểm tra cái dây chằng vùng khớp cổ chân này, như test ngăn kéo trước dùng để kiểm tra dây chằng Maxson trước, cái test ngăn kéo sau để kiểm tra dây chằng Maxson sau, và Talatil test dùng để kiểm tra dây chằng mát gót. Nhưng mà các bạn nên nhớ là những cái test này khi chúng ta làm mà chúng ta khám cho các bệnh nhân, các vận động viên mới bị chấn thương thì thứ nhất là chúng ta phải nên kiểm tra và test cả hai chân để so sánh cái độ mức độ lỏng. Có thể khi nào mà bạn làm cái động tác mà ngăn kéo trước ở cái chân này, bạn thấy ồ nó lỏng quá, nhiều khi là nó không phải đứt đâu, mà có thể là bệnh nhân bị một cái bệnh khác như lỏng lẻo đa khớp, hoặc là cái vùng cơ đó nó bị lỏng hoặc bị giãn, hoặc là nó không có căng, thì chúng ta sẽ không có một cái nhận biết chính xác về cái tình trạng của bệnh nhân. Cho nên chúng ta thường chúng ta phải test cả hai chân, nghĩa là mình sẽ khám cái chân lành trước, sau đó mình sẽ khám cái chân bị chấn thương, lúc đó mình sẽ có một cái gọi là cái so sánh giữa hai chân, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhận biết rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa chúng ta còn chú ý khi chúng ta làm các test kiểm tra này á, có nghĩa là chúng ta phải cho bệnh nhân thả lỏng và không căng cứng cái cơ, vì đó là một tình trạng gọi là âm giả. Có nghĩa là sao? Nghĩa là bệnh nhân sẽ đau nhất, và khi mà chúng ta đụng vào vùng tổn thương á, thường bệnh nhân sẽ căng cứng cái cơ lại, làm cho cái khớp của mình nó sẽ cứng lại. Lúc đó những cái test này chúng ta kiểm tra gần như là hầu như là không có hiệu quả và không có rõ ràng. Cho nên tôi khuyên các bạn là nên giảm đau cho bệnh nhân trước đó, trước khi mà mình khám những cái test này, và chúng ta hãy cho bệnh nhân một cái tâm lý thoải mái. Khi đó chúng ta test những cái bài test này thì kết quả nó sẽ hiệu quả hơn. Khi chúng ta kiểm tra những cái nghiệm pháp kiểm tra vùng khớp cổ chân này xong thì chúng ta sẽ có một nhận định, một chẩn đoán sơ bộ về vùng đứt dây chằng. Khi đã có một chỉ định, một cái chẩn đoán sơ bộ về cái vùng dây chằng rồi thì chúng ta bắt đầu sẽ có những cái nghiệm pháp cận lâm sàng. Thì cận lâm sàng chúng ta cần phải làm cái gì để mà chẩn đoán chính xác về tổn thương của bệnh nhân? Thì trước tiên chúng ta phải cần chụp cái phim X quang. Chụp phim X quang để làm cái gì? Chụp phim X quang chúng ta mục đích dùng để khảo sát những cái gãy xương kèm theo, có thể là những gãy xương nhỏ, mắt cá trong, mắt cá ngoài, rất ư là nhỏ, nhưng mà chúng ta còn phải khảo sát để loại trừ những cái tổn thương đó. Còn để mà khảo sát cái vùng dây chằng bị tổn thương chính xác là dây chằng nào và tổn thương mức độ mấy thì chúng ta phải dựa vào cái phim cộng hưởng từ là chụp MRI vùng khớp cổ chân. Thì trên cái phim MRI này chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cái vùng dây chằng nào bị đứt, giống như là trên hình ảnh minh họa của tôi đây, thì đó là một sợi dây chằng mát gót nó sẽ bị tổn thương, thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, và từ đó chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân về cái phương pháp điều trị cụ thể.
Về phương pháp điều trị thì sẽ có rất nhiều, có thể điều trị bảo tồn hoặc điều trị bằng phẫu thuật. Điều trị bảo tồn thì chúng ta thường dùng cho bị tổn thương dây chằng ở mức độ 1 hoặc mức độ 2. Thì điều trị bảo tồn là bằng cách nằm, cách nghỉ ngơi, chườm lạnh, hoặc là băng ép cái vùng cổ chân lại để cố định tạm thời vùng cổ chân và nâng cao cái gót chân lên. Cái điều này đã làm cho cái chân mình sẽ bớt sưng và bớt đau hơn. Thì cái tình trạng này sẽ kéo dài trong vòng bao lâu? Kéo dài trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Thì sau đó chúng ta phải tập nhẹ lại thì các vận động viên, các bệnh nhân có thể thi đấu lại. Về điều trị phẫu thuật thì thường chúng ta sẽ áp dụng ở cái mức độ 2 và mức độ 3. Thì rất nhiều phương pháp phẫu thuật để mà cố định vùng khớp cổ chân này. Cái vùng dây chằng phía ngoài khớp cổ chân thì chúng ta sẽ có 3 phương pháp chính. Thứ nhất là phương pháp là tái tạo cái dây chằng này bằng mảnh ghép. Mảnh ghép này chúng ta sẽ lựa chọn mảnh ghép nào? Mảnh ghép tự thân, nghĩa là chúng ta sẽ lấy một con gân chân ngỗng. Thì tổn thương dây chằng nào thì chúng ta sẽ phục hồi tái tạo lại cái dây chằng đó. Chúng ta bằng cách là khoan xương rồi xong luồn sợi gân nó qua và cố định lại bằng cái sự vít tự tiêu. Thì cái này là phương pháp cổ điển dành cho cái điều trị đứt dây chằng khớp cổ chân. Một phương pháp thứ hai nữa là chúng ta sẽ không có lấy dây chằng tự thân mà chúng ta sẽ chuyển cái chức năng của một phần sợi dây chằng mắt ngắn hoặc là mắt dài để mà tái tạo cái dây chằng vùng khớp cổ chân phía ngoài. Chúng ta có thể luồn theo cái định dạng giải phẫu của dây chằng mắt sơn trước, dây chằng mắt sơn sau hoặc dây chằng mắt gót. Thì điều đó nó làm cho cái dây chằng được nuôi một cách tốt hơn, bởi vì người ta vẫn còn giữ lại một cái điểm gốc để mà nuôi dây chằng đó. Thì cái phương pháp này cũng phải cố định bằng cái vít tự tiêu. Còn phương pháp hiện đại nhất mà bên bệnh viện chúng tôi và trên thế giới đang sử dụng là phương pháp fiber tap, có nghĩa là phương pháp khâu nối lại dây chằng. Thì cái này phương pháp được áp dụng phổ biến ở các vận động viên. Các bạn có thể theo dõi ở trên cái video này, thì khi mà dây chằng đứt á thì chúng ta sẽ đóng neo và khâu sợi dây chằng lại, và sau đó chúng ta sẽ tăng cường thêm một sợi chỉ fiber tap để tăng cường khớp cổ chân. Thì tất cả cái phương pháp này để dùng để phẫu thuật cái khớp cổ chân á thì chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà khi mà chúng ta siết hoặc cố định cái vùng dây chằng khớp cổ chân thì chúng ta hãy nên van gớt cái khớp cổ chân ra phía ngoài để mình làm căng nhất và làm ngắn nhất cái sợi dây chằng mà mình tái tạo. Thì phương pháp fiber tap này thì được sử dụng nhiều ở các nước châu Âu và sử dụng cho các vận động viên khi bị tổn thương vùng khớp cổ chân. Các bạn có thể sử dụng và thực hiện tại cái cơ sở mình làm việc. Và cái điều quan trọng á là không phải là mình sẽ sử dụng phương pháp nào để phẫu thuật cái khớp cổ chân, mà cái điều quan trọng nghĩa là sau hậu phẫu chúng ta phải làm gì để bảo tồn cái thành quả chúng ta đã làm. Thì sau khi mổ hoặc là tái tạo lại sợi dây chằng thì chúng ta phải cố định hoàn toàn cái vùng khớp cổ chân. Có rất nhiều bạn có mắc một sai lầm, khớp cổ chân gì mình bó gì tầm 1 tháng 2 tháng, ok mình đứng dậy mình đi, mình thể chịu lực, mình thể chạy rồi. Nhưng mà cái điều đó là cái ước mơ của bệnh nhân và làm cho bác sĩ gần như là và đáp ứng theo. Nhưng mà các bạn hãy nên nhớ là cái vùng khớp cổ chân là vùng thấp nhất của cơ thể mình. Khi chúng ta đứng ta chịu lực thì gần như tất cả lực sẽ dồn xuống vùng khớp cổ chân. Điều đó làm cho bệnh nhân sẽ phải gánh một cái lực rất nặng tại vùng tổn thương đó. Thì gần như là trong vòng 3 tháng đầu khi mà sau phẫu thuật thì cái khớp cổ chân của bạn sẽ dễ dàng bị sưng to hoặc là đau lại. Bởi vì sao? Khi mình đứng dậy thì máu sẽ dồn xuống vùng cái khớp cổ chân làm cái cổ chân mình sẽ sưng to lên. Cái này là một điều rất ư là khó khăn cho với bác sĩ. Khi mà bệnh nhân cứ cầm lên cứ hỏi là bác sĩ ơi, sao mà em mổ xong cái khớp cổ chân em nó cứ sưng hoài vậy, sao em đi em thấy cái cảm giác nó không có ổn, nó cứ đi càng nhắc đi nó không có được tốt hơn so với mình chưa mổ. Thì cái này khuyên các bạn thì sau khi mổ chúng ta phải cố định hoàn toàn khớp cổ chân. Và điều này mình cần nên tư vấn cho bệnh nhân trước khi mổ, nghĩa là chúng ta phải cố định lại cho cổ chân chúng ta không có phải chịu lực gì nhiều và chống chân tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng và vẫn phải ngồi và gác chân cao, chườm lạnh. Cái đó là những điều kiên quyết để cho giúp cho khớp cổ chân không bị sưng nóng hoặc là đỏ đau lại hoặc là không có cảm giác là nó khó chịu nữa. Thì trong cái thời gian kết hợp đó 1 tháng rưỡi đến 2 tháng đó thì chúng ta phải làm gì với khớp cổ chân mình? Nếu mà chúng ta để nguyên như vậy đó
sẽ dễ dàng làm cho khớp cổ chân mình bị cứng đi. Thì khi mà bị cứng khớp cổ chân thì mất đi cái độ linh hoạt của khớp cổ chân của mình. Chúng ta phải kết hợp những bài tập như là tập thụ động, tập với dây, tập cái cơ ở vùng khớp cổ chân. Điều đó là một là giúp cho cái cơ mình sẽ giúp cho cái khớp của mình không bị cứng khớp. Thứ hai nữa là điều hòa cái dịch hoặc cái máu ở vùng khớp cổ chân làm cho cái khớp cổ chân mình sẽ không có đau. Sau khi phục hồi thì chúng ta sẽ có nhiều điều lưu ý cần phải nhớ. Thứ nhất là phải tập đúng kỹ thuật, nên là mình sẽ được sự hướng dẫn của các huấn luyện viên hoặc là các bác sĩ vật lý trị liệu để chúng ta có những bài tập đúng, không làm gây nặng hơn cái tổn thương vùng khớp cổ chân. Thứ hai là chọn cái dụng cụ tập luyện thích hợp, nghĩa là chúng ta sẽ không có làm tập nặng quá. Có rất nhiều bạn, nhất là các vận động viên, người ta sẽ nôn nóng thi đấu lại thì người ta sẽ cố tình sẽ tập cho nó nặng hơn, tập cho nhiều hơn để nó hồi phục nhanh hơn, nhưng mà cái điều này là một điều sai lầm. Chúng ta phải nên tư vấn cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Thứ hai nữa là cái thời gian mà để mà trở lại với thể thao sớm nhất là sau 3 tháng. Nếu mà trước đó 3 tháng, khi nhiều có nhiều rất nhiều bệnh nhân tới nói là bác sĩ ơi, hôm nay tôi khỏe rồi, tôi thể ra sân rồi, thể mang về ra chạy đá banh rồi, nhưng mà khi mà bạn bước vào một trận đấu với cường độ cao á, khi mà những động tác chạy nhảy của bạn trong lúc thi đấu á sẽ làm cái khớp cổ chân bạn sẽ không kiểm soát được, lúc đó làm cho tổn thương nó sẽ đau trở lại. Và điều đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bị tổn thương lần hai nó sẽ nặng nề hơn tổn thương lần một. Thứ ba nữa là khi tập chúng ta hãy nên thả lỏng các cơ, chúng ta không nên gồng quá các cơ, vì điều đó nó làm cho cái khớp cổ chân mình sẽ bị đau nhiều hơn. Và chúng ta khi mà chúng ta đau chúng ta phải ngưng lập tức, không có tập nữa, và hãy nên báo với bác sĩ và huấn luyện viên để có thể điều chỉnh lại các bài tập tốt hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những thắc mắc nếu các bạn có ở vùng sau chương trình.